thương loài người vô biên nên ta ban con một tà xuống thế trần gian làm người để ở giới nhân loại và giúp người dương thế thoát khỏi tội lỗi khỏi quỷ ám khỏi ác thần gian dối. Nếu con ghen ghét với ai, hận thù với ai, hãy kêu kêu cầu Giê-xu con vua Đa-vít thì con sẽ được sức mạnh ta sẽ ban cho để gìn giữ con, giữ con không làm điều ác. Thiên Chúa yêu thương loài người vô biên nên ta ban con một tà xuống thế trần gian làm người để ở giới nhân loại và giúp người dương thế thoát khỏi tội lỗi khỏi quỷ ám khỏi ác thần gian dối. Nếu con ghen ghét với ai, hận thù với ai, hãy kêu kêu cầu Giê-xu con vua Đa-vít thì con sẽ được sức mạnh ta sẽ ban cho để gìn giữ con không làm điều ác. Loài người vô biên nên ta ban con một tà xuống thế trần gian làm người để ở giữa nhân loại và giúp người dương thế thoát khỏi tội lỗi khỏi quỷ ám khỏi ác thần gian dối. Nếu con ghen ghét với ai, hận thù với ai, hãy kêu kêu cầu Giê-xu con vua Đa-vít thì con sẽ được sức mạnh ta sẽ ban cho để gìn giữ con không làm điều ác.